bắt đầu nhiều người đi công tác trả lại trên Hoa Kỳ. Theo của Trip Action báo cho biết, từ bắt đầu vào tháng 9 ngày 1 tây, tháng 11 ngày 19 tây có cấp 6 lần người ta book những chuyến đi. Đó là so với hồi năm rồi. Còn những người book đi chung thì nó cũng tăng lên từ hồi lúc tháng 7 cho tới tháng 8. Ở trên Hoa Kỳ mới vừa qua có nhiều người làm nhiều chỗ khác nhau, nhiều nước khác nhau nữa. Trong lúc này, nhiều hãng xưởng họ đưa ra họ muốn tạo dựng cho kết chặt thêm nữa và nói về đi công tác đang đưa đi trở lại so với những công việc mà đưa ra từ hồi đầu năm tới bây giờ tính tới ngày hôm nay đó là nhìn thấy những công việc người ta nhận những người làm là phải cần đi công tác nhiều hãng xưởng họ đang kiếm cách để coi làm sao để làm cho tốt trở lại giống như trước làm sao để làm lại giống như hồi xưa mà đi gặp mặt nhau họp đây hiện tại ngay bây giờ chúng ta có sửa soạn sẵn sàng để chở lại đi giống như trước hay không? Và về hệ thống máy bay có sẵn sàng hay không? Mới vừa mùa hè vừa qua, có rất là nhiều người phải đứng đợi ở sân bay rất là dài. Có nhiều chuyến bay bị quỷ bỏ, còn hành lý thì bị kẹt đủ hết và hiện tại có một số cũng đang lo là về những chuyến đi du lịch như vậy cộng thêm ngay bây giờ đi công tác nữa thì nó trở thành lộn xộn thêm nữa đối với những người mà trong lúc này phải cần đi công tác trở lại hồi lúc trước đã ở nhà một thời gian rất là dài làm việc ở nhà làm cho rất là lo một chút xíu trong lúc này Mọi người mà lo, lo về cái chuyện mà đi công tác giống như hồi lúc trước. Họ có thể làm những gì? Mình phải cần coi kỹ làm như thế nào ra làm sao để mình đi công tác trả lợi. Phải hiểu rõ ràng về chuyện đó và mình nói với sếp của mình hoặc là người làm chung với mình là mình cảm thấy thoải mái như thế nào đi bao nhiêu vậy thôi làm cho chuyến đi nó dễ dàng hơn thì theo những nhà chức trách họ nói phải cần phải coi kỹ ở những cái chỗ mình tới phải cần làm những gì và mình nên gia nhập những cái ở trên phi trường đưa ra làm cho check vô cho nó dễ dàng hơn tiện hơn đừng có đem đồ nhiều quá khỏi mất công xếp hàng dài tốt nhất là đừng có nên đem những đồ đạc mà gửi mình nên xách trên người mình đủ vậy thôi và cũng cần nhất là mình có thời gian để tập thể thao cho nó khỏe trong người khi trên đường đi